Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, nhưng sau đó chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra. Từ đầu thì chính quyền Sài Gòn nó không có tán thành cái Hiệp định Paris. Do đó mà ngay lập tức thì nó vi phạm về mặt quân sự cũng như về mặt chính trị. Do đó mà chúng ta phải đi vào cái thế giải phóng đất nước bằng lực lượng quân sự. Tham vọng thắng cử nhiệm kỳ 2 của Nixon đã phải trả giá bằng vụ bê bối Watergate. Hiệp định Paris đã không bao giờ được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Lời hứa của Nixon với Kiều cũng vì thế mà tan biến theo.